Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm trước thì Yến có chia sẻ về cây cầu ở huyện Kế Sách Sóc Trăng. Thì bà con mong muốn có cây cầu rất là lâu rồi và rất là nhiều khó khăn cho bà con khi mà đi qua đi lại ở hai bên sông. Thì ngày hôm nay là Yến rất là vui vì đã nhận được đủ sự giúp đỡ của quý cô chú Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho bà con ở nơi đây để xây dựng cây cầu mới. Đó là cây cầu yêu thương số 15. Và ngoài cây cầu yêu thương số 15 ra thì hôm trước Yến có chia sẻ là có một cây cầu ở cạnh bên, nhưng mà cây cầu này là không có hai cái dốc ở hai bên cầu. Dạ, thì ngày hôm nay là mình đã đủ kinh phí là vừa xây dựng cầu yêu thương số 15 và đủ để làm cái dốc ở hai bên cầu luôn trong cái đợt này luôn cô chú anh chị. Dạ, và Yến cũng thay mặt cho bà con ở nơi đây rất cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con để xây dựng cây cầu mới rất là ý nghĩa để cho bà con đi qua đi lại được thuận tiện. Dạ, thì hôm nay là mình khởi công thì sáng nay thì họ đến rồi mình cũng đã kêu vật tư vô rồi mình cũng đã cúng kiến động thổ cô chú anh chị đây. Thì cô chú anh chị thấy cái cảnh quan Yến đứng ở bên đây thì nhìn nó hơi khác đúng không cô chú anh chị, tại vì bây giờ là Yến đang đứng ngay là bên cái bờ bên đây, thì lần trước Yến vô quay cầu á là Yến đứng bên bờ bên kia, cho nên cô chú anh chị thấy cái cảnh quan của mình nó khác. Và đợt này á Yến đứng là qua bên đây xong nha cô chú anh chị, hồi là Yến sẽ nhờ một anh là sẽ đưa Yến qua bên kia xong thì cô chú anh chị có thể thấy cái cảnh quan bên kia là quen thuộc liền. Và hôm bữa trong cái video Yến có chia sẻ là ở bên bờ bên đây mình đã có cái lỗ đan rồi cô chú anh chị. Đó, bữa nay là mình thấy rõ nha. Tại hôm bữa là Yến bay cái lai cam á, nhưng mà phía trên cây nhiều quá cho nên cô chú anh chị không nhìn thấy rõ cái lỗ đan. Và bữa nay là Yến đi qua bên đây bờ luôn để mà Yến quay cho cô chú anh chị xem. Đây, mình đây mình đã có cái lỗ đan rất là rộng luôn rồi. Dạ, có cái lỗ đan rộng rồi cho nên ở bên đây á, xe cộ đồ người ta chạy lưu thông đồ rất là dễ. Nhưng mà bên kia là lỗ đất cô chú anh chị và đường rất là khó đi, đặc biệt vô những cái ngày mưa cho nên nó là bà con mình nói rất là khó khăn. Ở bên đây mình có lỗ đan mình vận chuyển hay mình làm buôn bán đi chợ đi học gì cũng dễ hết. Và bây giờ chỉ cần có cái cầu này băng qua thôi là bà con ở bên bờ là có hai cái cục đất ở bên bển này cô chú anh chị, một cái cục bên cái cầu không dốc với một cái cục đất bên đây, là hai cái gò đất đó là đều bà con ở bên hai bên đó đều sẽ đi qua được bên đây hết. Và đó bà chỉ cần qua cái cầu thôi là có một cái lỗ đan rộng rãi để bà con đi rồi, rất là tiện luôn nha. Cho nên cây cầu này là một cây cầu rất là ý nghĩa. Nếu mà không có cây cầu này thì bà con từ bên kia mà muốn đi qua đây á cô chú anh chị, dòng rất là xa và cái đường dòng thì nó lại rất là khó đi, tại vì đường ở bên bển là đường đất, vô mưa sình lầy lội lắm. Những ai mà không có ghe mà muốn đi đường dòng như vậy á, là vô cái mùa mưa mà chạy đó là té rất là nhiều. Hôm bữa cô chú anh chị cũng có nghe mấy anh kia nói đó, là chở ở bên bển thì người ta trồng trái cây đồ nhiều lắm, rồi người ta bán mỗi lần bán chở trái cây đi qua đi lại là bị đổ té xe tùm lum hết, rất là thiệt hại luôn. Bây giờ thì mình sẽ khởi công cầu, chút nữa Yến sẽ qua bên kia. Bữa nay bên đây thì cô chú anh chị thấy là đường xá cho nên mình không có gặp được nhiều bà con, nhưng mà ở bên kia bà con người ta đang đợi mình ở bên bển rất là đông ngày hôm nay á cô chú anh chị. Bà con đang ở bên tụ bà họp bên kia để coi đợi khởi công ngày hôm nay. Ở đây mình cũng do là ở bên kia cái chỗ đó cái lỗ đất nó nhỏ quá cho nên là mình không có để vật tư rồi làm này kia đổ bên kia được, nó chặt quá khu vực bên bển, cái đường đất nó nhỏ rồi đường đi vô cũng khó nữa, cho nên là vật tư toàn bộ là họ để bên đây hết, rồi mình cũng sẽ đổ cột ở bờ bên đây tới khi mà cô Be, tới ngày mà mình dọng chân cầu thì cô Be sẽ lôi xuống sông để dọng. Đây, cái vị trí mà mình làm cầu là đây nè cô chú anh chị. Này, vị trí làm cầu bên đây sẽ băng qua bên bển. Đó, là ngay cái chỗ mà họ mới động thổ nè. Và hôm bữa cái chỗ mà Yến quay á, là nó nhằm ngay cái chỗ mà dốc cầu của cây cầu mà không có dốc.
Dạ. Nhưng mà cái chỗ mà mình xây á, thì nó hôm bữa có nói là mình sẽ nhích lại một chút xíu, mình nhích lại một chút xíu để cho nó thuận tiện hơn. Tại vì mình xây ngay ngã ba á, thì cái chỗ ngã ba nó là ghe thuyền đi qua đi lại khi mà quẹo cua nó rất là nguy hiểm, với lại là ảnh hưởng tới cái cầu của mình lắm. Cho nên nó là Yến từ cái chỗ ngã ba Yến nhích lại khoảng vài chục mét thôi, có vài chục mét thôi cô chú anh chị, là cái đây đó, để cho nó thuận tiện hơn khi mà mình qua lại. Dạ đó. Thì từ cái chút nữa Hiển qua xong mới sẽ cho cô chỉ cho cô chú anh chị thấy rõ hơn cái mà Hiển nói. Dạ. Bây giờ thì ở đây là mình đổ vật tư cát đá đồ vô rồi nè cô chú anh chị. Cái này là xi măng. Dạ. Mình đẩy lại để cho xi măng này có hư. Hôm nay mình khởi công, mình động thổ với mình bo sắt các kiểu, rồi bắt đầu ngày mai là thợ sẽ đổ cột luôn. Dạ, đây đá rồi mình cũng để sẵn nè. Đó, dạ, để mình làm cầu. Ở bên đây thì được cái đường bên đây là có cây rồi nhiều nè cô chú anh chị, cho nên rất là mát mẻ. Đó thì bây giờ ở trong đây mình mượn cái sân của cô này ở đây nè cô chú anh chị, để mình làm cho nó mát mẻ. Được cái sân của cô này là trồng nguyên một vườn cây vú sữa luôn. Nguyên vườn cây vú sữa luôn, cho nên là ở đây cái sân nó mát. Dạ đây. Đây là phần cột mà mình bo nè cô chú anh chị. Mỗi cái cột là mình có 6 cây sắt luôn. Đó, dạ. Đây. Bây giờ bữa nay là mình sẽ bo hết tổng cộng 12 cây cột. Mình sẽ bo hết 12 cây cột để mình đổ cột. Dạ. Đây. Đó. Vật tư là từ trên lỗ đan mình vận chuyển xuống đây, mình chuyển xuống đây để mình bo cho nó dễ. Rồi bắt đầu đem lên chảnh để mình đổ. Dạ. Thì hôm nay là mình sẽ bo cột xong, rồi bo hết 12 cây cột này, rồi bo thêm mấy cái móng nữa. Đó, bo xong rồi bắt đầu là cái ngày, chắc là bữa nay là không có đổ kịp của chú anh chị, cho nên sáng ngày mai họ bắt đầu sẽ đổ. Trong một ngày là sẽ cố gắng đổ hết, hoàn thiện hết tất cả luôn. Dạ. Đó, bây giờ ở đây là mình đang làm mấy khâu chuẩn bị trước ngày hôm nay. Chào cô. Dạ, dạ, nhà chào cô ở đây bên bờ bên đây hả cô hả? Dạ, dạ. Dạ, cô có hay qua lại sông không cô? Ít có đi lắm, bị gì ngang sông khó bất tiện đó, rồi muốn qua sông thì không có cầu. À. Mà mình là nông dân mần hoài rồi tới chừng nước cạn cũng không qua được nữa. Dạ. Cái khi sớm ghiền muốn qua chơi mình mần có thời gian nghỉ ngơi muốn qua cũng không qua được nữa. À, không, tại vì bây giờ là không có cầu cho nên không là có cầu. ít có qua không được. Bây giờ dạ. Mỗi lần mà qua giống như bữa nay con thấy nước cạn quá nè, muốn qua bển là cô muốn đi là cô đi làm sao? Có đi được đâu, giờ cái khi thì lội, không có lội làm biến, có mà cái ghe thì mắc cạn cũng không đi được. À. Ít đi lắm, nó bất tiện rồi ít có đi lắm. À. Nhà chị em ngang xéo bên cửa bên sông mà muốn đi cũng không có đi được, nó bị gì nó nước cạn, nó dưới mình mần hoài rồi cái rồi muốn cái giờ nghỉ ngơi muốn qua sông rồi nó bất tiện là cái nước cạn đó. Đi khó khăn. Con cháu học cũng khó khăn nữa. Coi như là bây giờ mà muốn qua bỏ nó là nếu mà nước cạn vậy là một là cô phải lội, là phải lội dưới sông. Nếu mà nước mà hơi lớn chút thì bắt đầu bơi ghe. Bơi ghe qua bển. Bơi ghe. Dạ. Dạ. Cũng khó khăn quá. Con nghe rồi con cháu rồi đi học rồi cũng vậy nữa. Dạ. Dạ. Bữa nay là con cũng thông báo cho cô với bà con trong xóm mình là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình để có làm lại cây cầu mới. Dạ. Dạ, để cho mình qua bển ha cô ha, qua lại cho nó dễ. Được mà Mạnh Thường Quân mà ủng hộ cho được cây cầu đó thiệt bà con ở xóm đây mừng dữ lắm, mừng luôn. Ừ, tiện lợi rồi. Mừng dữ lắm. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho cây cầu, mừng quá mừng luôn. Con có nghe nói là cô bây giờ mà muốn chèo ra qua bển á, bởi cô cũng đâu có lên bờ được, tại con thấy hai bờ cây quá trời. Cây. Cho nên cô chèo qua cái bờ bên đây đúng không? Chèo qua bên sông rồi mắc bò qua cái cầu, đi lên cái cầu mắc bò lên rồi bên đây cũng vậy, cái dốc cao quá rồi cũng phải là từ từ bò xuống. Chứ cũng đi hơi khó khăn. Mình lớn tuổi nhức mỏi rồi mình đi cũng hơi khó khăn. Thì con là có nghĩa cô nói á là bây giờ do là cái bờ này nó cao với lại vướng cây rồi nước thì nước ròng nữa, cho nên muốn xuống ghe lên xuống thì rất là khó. Cho nên đây là cô xuống ghe rồi cô không có đi qua cái bờ bên kia của mình xây cầu mà là cô đi qua cái cục đất mà bên cái chỗ mà cái cầu mà không có dốc đó, đúng không? Rồi bò, ý cô bò là phải là bò lên cái cầu đó. Hôm bữa Yến có quay cho cô chú anh chị xem lội ở đây một đoạn rồi mới qua cái cầu bò lên ra một đoạn nữa, xuống hai đoạn cái nữa. Xuống đoạn nữa là ba bốn đoạn rồi quay trở về làm lại cái y hệt vậy nữa. Vậy đó. Bởi vậy cực dữ lắm rồi thành ra khó khăn thì cũng ít có đi, có cầu bà con ở đây
ta mừng dữ lắm. Yeah. Ở xóm giềng mình muốn tới lui đặng cho thân thiết đó. Yeah. Rồi không có có đi được. Yeah. Yeah. Đi nó cạn rồi nó bất tiện vậy đó. Thì con cũng báo cho cô luôn, Mạnh Thường Quân giúp cho mình có cây cầu rồi cũng giúp cho mình là sửa luôn hai cái dốc cầu kia luôn để cho mình đi cho nó thuận tiện, ba cái bờ đều qua lại được hết nha cô ha. Tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân sẵn cái dịp này tôi cũng xin ủng hộ cho hai cái dốc cầu này được, tôi cũng mừng dữ lắm, mừng luôn. Là coi như mình cũng có thêm dốc cầu ha. Rồi hồi đó thì ghe cổ người ta nhiều, rồi giờ có lộ rồi ghe cổ cũng ít á, rồi thành ra đi qua lại qua con sông đồ cũng khó khăn nữa, bất tiện dữ lắm. Bây giờ thì ít có ghe, ít có ghe hơn lúc trước. Tại vì bên đây thì nó bên cái đường bên đây thì nó có đường nhưng mà bên kia thì không có đường. Cho nên khó khăn như vậy ha cô ha. Thì bữa nay là khởi công thì con nghĩ là chắc cũng trong vòng cỡ 2 tháng là bắt đầu mình có cầu mới đi. Nghe nói là mừng tới Tết rồi có cầu ai cũng mừng hết trơn á con. Cô cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đồ ủng hộ là cho bà con có cây cầu được đi là mừng quá mừng luôn á. Hy vọng là cầu sẽ hoàn thiện trước Tết kịp để mà mình có cầu mình đi lại ha cô nha. Con cũng chúc cô với bà con trong xóm mình được nhiều sức khỏe nha. Chúc mà mấy cô mấy chú đồ được nhiều sức khỏe, rồi có sức khỏe cũng như làm từ thiện giúp cho bà con người ta những cái con đường đồ khó khăn ha. Cảm ơn cô nha. Bây giờ Hiển sẽ xuống ghe để đi qua bên kia sông, thì Hiển sẽ qua bển rồi Hiển sẽ nói về cái phần làm cầu cho cô chú anh chị biết nha. Tại bên bển thì mình sẽ dễ hình dung hơn. Cái chỗ mà mình làm cầu thì không có chỗ để xuống cho nên là Yến phải nhích xích lại một chút mới xuống được. Bây giờ là mình đi qua bên kia bờ nha cô chú anh chị. Cái chỗ mình xây cầu thì xích đằng đẵng một chút. Nhưng mà do là ở đằng đẵng thì vừa nước nhiều quá nè cho nên là mình không có cái dốc để xuống. Chỉ có ở đây là có cái đập nước nè. Đó cho nên là mình xuống bằng cái đập nước này, xuống đây nó dễ hơn. Rồi qua bên đây bờ cũng vậy, ở đây sẽ có một cây cầu. Và ở đây mình có một cái dốc nè, rồi có một cái dốc nhỏ nè, mình sẽ lên cái dốc này nó dễ. Rồi từ dốc này lội bộ lại đẳng. Lội bộ lại chỗ mà mình xây thì nó cách đây chỉ cần gỡ mấy chục mét là vài bước chân rồi, của chú anh chị cũng gần lắm. Thì cái địa điểm mình xây cầu mình về qua một chút xíu thì để cho dễ đi lại nha. Cho cơ ghe thuyền luôn ta đi lại dễ đó. Bây giờ mình sẽ lên trên bờ nha. Bây giờ mình sẽ lên bờ. Bây giờ mình lên trên bờ này, mình sẽ đi lại đây chút xíu là ngay chỗ mà mình làm cầu á cô chú anh chị. Mình đi lên đây. Mình đó, là bên bển là chỗ mà mình nãy mình sẽ khởi công đó cô chú anh chị. Bây giờ mình đi qua đây thì cái chỗ xây cầu của mình là xích đằng đây một chút xíu. Ê cô chú anh chị thấy cái con đường này quen thuộc rồi đó nè, con đường này là hôm bữa giờ là Yến quay á. Yến quay Yến nói là đợt video trước Yến xin cầu đó. Mình sẽ xây xích đằng này. Đây, đây, ngay chỗ cái cây dừa này đây là cô chú anh chị. Đây, cái địa điểm mà Yến chọn để xây cầu là đây. Thì cái này không phải là Yến chọn mà là bà con trong xóm người ta cũng chọn thôi. Cái đoạn này á, là nó ngắn nè. Nó ngắn. Từ đây qua bển nó ngắn, rồi mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Với lại cái chỗ này nó cũng cách xa ngã ba khoảng mấy chục mét. Đó, cái chỗ ngã ba mà cây cầu mà không có dốc là ngay đằng nẵng á. Vài chục mét thì mình cái chỗ này người ta đi nó đường thẳng hơn, nó không phải ôm cua ngay khúc ngã ba thì nó an toàn cho cầu hơn. Đây cô chú anh chị thấy cái đống vật tư mình đổ kìa. Cái đống vật tư mình đổ đó thì cái cầu mình ở đây nè. Rồi cái cầu mà không có dốc là xích đằng đây, là cái chỗ bữa hổm mới quay phim. Đây cái ngã ba sông nè cô chú anh chị. Đây cái ngã ba sông đây. Đó cô chú anh chị thấy ở bên bển đó mình không có cái dốc để đi xuống cho nên là nãy Yến lên ghe đó là Yến phải đi lại đằng kia mới lên ghe được. Thì bà con người ta cũng vậy đó, khó khăn lắm, người ta muốn xuống ghe phải không, người ta qua bờ bên kia rồi người ta lại bộ lại. Con chào các bà nghe. Bữa nay là con quay lại để báo tin cho các bà là bữa nay mình đã được Mạnh Thường Quân giúp đỡ để xây dựng cầu cho nên sáng hôm nay là đến khởi công. Hôm nay được tin này bà có mừng không bà?
À, mừng dữ lắm. Dạ. Yeah. Bữa giờ có trông đợi có cầu không? Có chứ, trông nó kính mấy con nó dốc rồi chứ. Dạ. Dốc dốc cũng lo. Vậy cho lâu quá đây bà mấy con. Mà mạnh thường quân đâu cũng lo cho mình đang đi đứng cho vững vàng chứ già cả đi có ba toan gì. Trời ơi bắt quá bò chứ gì mới nha. À bữa tính là con lại nó chơi đó phải không? Lại nó chơi nó giỡn thôi không phải là xin thiệt. À mà bữa nay là con đến cho báo tin nha mấy bà biết là bữa nay là mình khởi công xây thiệt ha. Dạ mà cả bên đây chặt quá. Cho nên không để đồ được, để giặt tư bển kia ha. Bên kia xong để đồ nhiều lắm. Dạ. Bên này cũng có cầu, bên kia cũng có cầu, để đâu cũng có cầu mà cũng được rồi. Dạ, để cho bà con mình đây là có cái cầu để đi lại ha. Dạ cô, dạ. Có cầu mừng quá cô ơi, đi đứng khó khăn quá, bò qua bò lại chết luôn. Bơi ghe thì nó chìm ghe, đi mua cá là trời ơi trần thân, nó muốn đi chết luôn. Vậy nước cạn này được mạnh thường quân. Dạ. Đây rất cảm ơn. Dạ. Thì con mạnh cũng quân giúp đỡ cho mình được cái cầu mình đi đứng cho vững vàng. Dạ. Con cũng khấn khởi. Dạ. Thì con cũng báo tin cho các bà với các cô chú trong xóm biết là ngoài cái cầu ra thì mình cũng làm luôn hai cái dốc này để mình làm để mình đi lại. Dạ. Rồi làm cho xe rồi. Ở đây rất khấn khởi. Nó chạy mấy người ta dò đồ bệnh đó. Làm cái móng cầu này là mừng dữ lắm cô. Đi đứng không có được, có cầu mà đi không được, qua bò lại bò rồi tụt xuống gặp trời mưa hết bò luôn. Dạ. Mưa bò gì được bò. Bữa con có chứng kiến rồi là đi lên đi xuống rất là khó. Con là con trẻ mà con đi lên đi xuống con cũng phải, còn không được phải ngồi xuống mới bước xuống được chứ mà không thể nào mà từ trên mình nhảy xuống được. Nó dễ rất là gì? Cao luôn. Dễ gì nhảy. Dạ. Không nhảy được đâu bò, ngồi xuống rồi mới bò lên. Trời nắng này mình ngồi mình bò, rồi trời mưa bò, ngồi cái đích thì không bò có được đâu. Dạ. Bò. Dạ, rồi. Bữa nay là mình được cả hai mừng cái quá, mừng quá, ơi, mừng. Mừng mạnh hơn quân. Dạ. Dạ. Cái cầu mừng quá, mừng. Dạ. Đi đứng thẻ phắn nhẹ nhàng rồi mà khỏi bò. Nhờ mấy cô giúp đỡ, cô mang ơn mấy cô mấy chú. Dạ. Có cầu mình đi. Dạ. Bữa nay là mình khởi công thì con nghĩ là chắc trong vòng cỡ 2 tháng trở lại là mình sẽ có cầu mới để mình đi dọn. Kệ, ba tháng cũng được. Ba tháng cũng được luôn. Có cầu thì dọn cầu. Ba tháng cũng được luôn. Dạ. Ba tháng cũng được luôn. Dạ. Năm già chịu nổi, rắn rắn chịu nổi sao? Ừ, dạ, có cầu rồi. Vậy mừng rồi, quá. Vậy con đến nay bữa nay báo tin cho mấy bà ha. Dạ. Thì con cảm ơn. Dạ, con cũng chúc cho mấy bà, mấy cô trong xóm á được nhiều sức khỏe, bình an. Rồi giờ trong thời gian mình đợi thì mình đi qua đi lại mình cũng cẩn thận ha mấy cô mấy bà ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô nhiều. Ha, yeah. Dặn mấy bà lão đi cẩn thận. Có bà lão này trẻ đấy bà lão bà bựng. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nãy giờ là mình cũng có gặp được mấy bác mấy cô ở bên cầu bên đây. Thì nãy giờ là mấy cô cũng chờ đợi bữa nay là khởi công á, mấy cô mừng dữ lắm cô chú anh chị. Tại vì được xây cầu và được sửa thêm cái dốc cầu nữa. Dạ. Bây giờ Hiển sẽ nói về cái phần mà mình làm cầu chút xíu nha cô chú anh chị. Về cái cầu yêu thương số 15 á, thì cái cầu này mình sẽ xây á với cái chiều dài là 27m là luôn cả phần dốc luôn nha cô chú anh chị. Tại vì cái phần cầu này á, là cái đoạn sông ở giữa nó cũng hơi rộng. Dạ, cho nên là chiều dài cầu của mình là tới 27m, mình cũng làm hơi sâu vô trong chút cho nó bám cái bờ. Và cái kết cấu mình xây dựng á, thì cũng giống như cái cầu 13, 14 mình mới xây, là ở giữa lòng sông mình sẽ có 4 hàng cột, mỗi hàng cột là 3 cây cột. Cầu của mình á, chiều dài 27m thì chiều ngang là 2,5m, cho nên là mỗi một hàng cột như vậy mình có 3 cây chân cột và mình có 4 hàng là ở trong cái giữa lòng sông. Và ở hai bên phần bờ là cái hai bên bờ hai bên như vậy nè, là mình cũng sẽ có hai cái phần móng băng nữa. Đó là giống như cầu 13, 14 mình xây luôn. Đã trong cầu là có đào sâu xuống dưới làm hai cái móng băng ở hai bên cầu để cho bám cái cầu của mình. Đó là làm dốc đồ đàng hoàng hết luôn. Thì giống như vậy nhưng mà chỉ khác cái chiều dài của cầu thôi, là cái chiều dài là 27, chiều ngang là 2,5m. Và kinh phí xây dựng cây cầu yêu thương số 15 của mình là 190 triệu đồng nha cô chú anh chị. Dạ, hôm nay Hiển đã nhận được đủ cái phần tiền đó rồi. Và bây giờ Hiển cũng xin nói tiếp luôn là cô chú, trong cái phần tiền Hiển vận động, Hiển cũng đã xin luôn cả cái phần để mà làm dốc cầu cho hai bên cầu của cái cầu kế bên là cái cầu này. Dạ, bây giờ mình sẽ qua cái cầu này, Hiển sẽ nói lại lần nữa. Dạ. Đây, cái cầu này là cái cầu hôm bữa Yến có chia sẻ là có cây cầu nhưng mà hai bên là đều không có dốc cô chú anh chị. Hai bên cái cầu này là đều không có cái dốc. Cho nên bà con mỗi lần lên xuống không có. Cầu này đã xây dựng tới nay là 9-10 năm rồi, gần 10 năm rồi. Và chưa có một cái chiếc xe nào mà người ta chạy lên cầu này hết từ lúc xây dựng. Cho nên cô chú anh chị thấy cầu mặc dù 10 năm mà còn rất là mới. Và cái dốc này bên đây Yến ngồi, cô chú anh chị thấy cái này từ dưới đất lên thì nó chỉ cỡ tới đầu gối Yến thôi.
đó, cô chú anh chị thấy vậy. Nhưng mà qua bên kia thì nó cái dốc này nó hấp hơn nữa, cho nên nó không có cách nào. Mặc dù là Yến còn khỏe đi, nhưng mà Yến khi mà Yến lên Yến xuống như nào là nó cũng khó nữa. À, ở bên dốc kia nó cao hơn dốc này nữa, nó so với mặt đất á. Dạ, dốc này nó chỉ tới đầu gối Yến thôi. Và à, thì hôm bữa Yến cũng có chia sẻ là ở trong đây á, là cái bờ này là bờ bên kia, ở đây là ngã ba sông. Cái cầu mình xây là sẽ qua bên bờ bên kia là cái bờ Lỗ Đan. Còn cái cầu này là đã có sẵn 10 năm về trước là đã xây, thì qua cái bờ bên đây. Có nghĩa là cái cầu kia mình xây á, là sẽ dành cho bà con cả hai nhóm bờ đều đi được. Là nhóm bờ bên đây đi qua cầu này, đi qua bên đó, và cả cái bờ bên đây để đi qua bên cái chỗ của mình xây luôn. Đó là hai nhóm cầu. Và cái chỗ này á, thì Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ để xây dựng luôn hai cái dốc cầu. Thì cũng xin chia sẻ luôn là cái phần dốc cầu này của mình á, do là cái cầu cũ này khi mà người ta làm á, thì tới đây nè, cô chú anh chị thấy là người ta có chừa cái gâu sắt. Hồi xưa là Yến có suy nghĩ là hồi xưa chắc là làm rồi, cũng có suy nghĩ là mai mốt cũng sẽ làm dốc, mà không hiểu sao làm tới đây là không có làm dốc nữa, tới đây rồi bỏ luôn vậy. Dạ thì nhưng mà có chừa mấy cái gâu sắt, thì ở bên đây là có chừa, mà cái gâu này Yến thấy nó rất là nhỏ. Cô chú anh chị thấy cái cọng sắt chừa lại hồi 10 năm về trước này nó rất là nhỏ luôn nha. Nó nhỏ xíu xíu xíu, và sắt này thì Yến nghĩ là nó không được sắt sáo nữa cô chú anh chị. Mấy cái cầu kia Yến thấy là có người người ta làm là tệ nhất luôn, là cũng là sắt sáo. Mà cái cầu này Yến thấy cái cây sắt này nó chắc cỡ sắt 4 luôn, không được sắt sáo nữa. Nó mỏng nhánh nhỏ xíu luôn. Đây, đây người ta chừa ra mấy cái gâu nè. Đó, à, chừa ra mấy cái gâu. Nhưng mà cái sắt này nó nhỏ quá, thật ra là chừa thì Yến thấy nó cũng không có được cứng nữa. Đó, và là nó cũng thưa. Đây, từ đây tới đây, tới đây mới có một cây nè, từ đây qua đây rất là xa mới có nè. Đó, rồi từ bên đây qua tới bên đây rất là xa mới chừa được cộng nè. Đó, rồi cộng 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 vậy mà sắt nhỏ xíu à, cho nên khi mà mình nối nó rất là khó. Thường là mình làm gì á, mình cũng sẽ nối sắt lại, giống như có sắt cũ nè, mình sẽ nối với sắt mới để mình đổ tiếp. Nhưng mà cái sắt này nó nhỏ quá cho nên rất là khó để làm. Và bên kia thì Yến có coi với Yến thấy là không có chừa luôn, hoặc là đã có chừa nhưng mà do là thời gian lâu quá rồi sắt thì nhỏ nữa, cho nên nó mục hay sao là nó không còn nữa, không còn nhiều để mà mình nối luôn. Ở bên đây thì còn hơi nhiều chút để mình nối nó dễ. Dạ, cho nên nó là khi mà mình làm cái dốc này thì có thể là mình sẽ làm lại giống như là một cái dốc cầu mà của cây cầu luôn, chứ không phải là đắp đất như cô chú anh chị. Thì hôm bữa khi mà Yến chia sẻ về cái cầu này nè, là Yến nói là cái cầu này là 10 năm nay không có dốc và bà con không có thể nào mà chạy xe qua được hết á. Thì có một số cô chú anh chị là có bình luận vào và nói á, là tại sao bà con trong xóm này á, là cũng kiểu như là mọi người cũng kiểu làm bi, không chịu làm hái dốc này đi. Giờ làm tới đây rồi còn có hái dốc rồi, cả sao mà cả xóm không ai có chịu làm hết vậy. Dạ thì Yến cũng xin chia sẻ luôn, ở đây á, bà con trong xóm người ta cũng khó khăn, nhưng mà người ta cũng đã có mướn cô bé để múc đất để lên rồi, để lên cho cả hai cái dốc cầu rồi cô chú anh chị. Nhưng mà đất á, là mình múc lên rồi một thời gian nó bị lài ra, cứ mà người ta cũng đã làm rất là nhiều lần như vậy rồi cô chú anh chị, chứ không phải là không làm. Nhưng mà làm một thời gian thì đất nó lài ra là nó mất nữa. Dạ, nó mất nữa. Mình muốn làm mà nó vững chắc luôn á là mình phải nối sắt, mình đào xuống, mình làm móng băng giống như là cái cầu mà mình xây dựng luôn cô chú anh chị. Như vậy thì nó mới vững, cho vì bà con trong đây người ta cũng không phải là kinh tế cũng không có phải được, cho nên là người ta chỉ mướn múc đất để mà đắp lên thôi. Đắp lên thì đi được một thời gian, một hai trận mưa là nó lại ra thì nó lại hấp nhũng lại như vậy nữa. Dạ, bây giờ cô chú anh chị thấy là bây giờ hiện tại là nó đã cao rồi nè cô chú anh chị, là đã cao rồi. Chứ thật ra hồi trước đó là nó nghe Yến có nghe nói nghe là hồi trước đó là nó còn thấp hơn vậy rất là nhiều đó cô chú anh chị, thấy là tuốt ở dưới luôn á cô chú anh chị. Mà mấy cái phần đất này là đắp lên rồi từ từ nó lại ra, cho nên nó cứ thấp vậy hoài. Dạ, bây giờ mình coi dốc bên đây ha, bây giờ mình đi qua bên kia mình coi lại lần nữa nè cô chú anh chị. Mình đi qua dốc bên kia nha. Đây, mình đi qua dốc bên đây. Đấy, cô chú anh chị thấy cây cầu của mình còn rất là mới luôn, mới tinh nè. À, mặt cầu này là cầu Lót Đan nha cô chú anh chị, không phải là đổ giống như mình nữa. Dạ, tại vì không có xe qua lại đó, cho nên mặc dù đan vẫn còn mới. Đây, bây giờ mình sẽ qua bên đây. Đây cô chú anh chị xem cái dốc bên đây nó còn cao hơn cái dốc bên kia nữa. Dạ, bây giờ mình coi, mình xuống nè cô chú anh chị thấy nè, nó xuống nè, đó là nó cao lên tới trên đây của Yến luôn. Đó. Nhưng mà cái chỗ này, đất này là người ta đã có đắp lên rồi. Bà con trong xóm người ta đã có đắp lên cao lên tới đây để xài rồi cô chú anh chị. Nhưng mà không được bao lâu hết, một trận mưa, hai trận mưa thôi là đất nó đã lài từ từ xuống và nó hấp xuống vậy rồi. Thấp như vậy là đỡ rồi đó cô chú anh chị, hồi trước là hấp hơn nữa.
người ta đã làm rất là nhiều chứ không phải không làm. Bởi vì có nhiều cô chú anh chị khi coi video thì không có, Yến không có nói rõ cho nên là không có hiểu, nói là bà con trong xóm tại sao cũng bỏ luôn rồi không làm. Thật sự người ta có làm chứ không phải không làm. Nhưng mà điều kiện người ta không có để mà làm cái móng rồi chắc chắn, người ta chỉ có thể múc đất lên làm thôi. Cho nên múc đất một thời gian nó lại chào qua tiếp nha. Đó. Thì cô chú anh chị thấy cái phần cái móng này của mình rất là cao, và bên đây đây không có chừa sắt. Đây nè cô chú anh chị thấy có chừa mà nó có cái, nó sát vô tới trong đây luôn rồi. Mà cái cây sắt cũng mỏng, nhánh nhỏ xíu giống như cây bên kia. Đây, đó, là không có chừa luôn, bên đây không có chừa sắt luôn. Đó, cô chú anh chị thấy rồi, bây giờ bên đây mà mình muốn làm để mà nó liên kết được với cái cầu này là nó rất là khó. Và cho nên Thợ có nói với Yến là bây giờ là mình sẽ làm, là mình đào móng xuống dưới. Mình đào móng xuống dưới và bắt đầu mình sẽ làm móng băng, làm y như là cái cầu bên kia mình làm. Nhưng mà cái cầu này nó khác như nè, là cái khi mà cái dốc mình xuống á, cái dốc mình xuống á, mình muốn làm nó cứng là mình phải làm giống như là cái cầu chữ T á cô chú chị, hai cái xuống như nè. Mình sẽ làm cái móng dài ra hai bên như luôn, rồi cho cái dốc đi xuống như luôn. Và bắt buộc á, do là cái chỗ này, cái dưới đất này với cái này nó chênh lệch cao quá, cho nên á là khi cái đường mà mình đi nè, nhà giống như cái đường mình đang đi tới như nè. Đó là mình phải làm nó nhô lên. Mình phải làm nhô lên như vậy. Tại vì á, nếu mà không nhô lên như vậy thì không có không có lên cái cầu này được cô chú anh chị. Tới đây là tới mí ruộng rồi nè. Dạ, tới đây là mí ruộng rồi nè. Dạ. Bắt buộc tới đây là mình sẽ làm nhô lên. Thì hai bên cầu đều làm một phương pháp như vậy hết. Và phải đổ móng băng và phải làm. Cô chú anh chị cứ có thể là hình dung á, là có nghĩa là mình làm cái dốc hai bên này á, là giống như là mình xây lại thêm hai cây cầu vậy. Mà hai cây cầu loại nhỏ. Dạ. Giống như là mình đi cái đường này nè. Mình đi, đang đi tới là mình sẽ xây thêm một cây cầu để mình đi tiếp để đi qua bên kia. Dạ. Đó là giống như vậy đó thì nó mới cứng được. Tại vì bây giờ ở bên đây là không có chừa sắt để mình có thể liên kết được với cái cầu này. Không có chừa luôn. Và cái này bê tông này và sắt này nếu mà mình có đập ra đi nữa thì nó cũng quá nhỏ. Cho nên đó là mình có liên kết thì nó cũng không có cứng được của chúng chị. Sắt mà đã làm sẵn cho cầu này nó quá trời mỏng rồi. Dạ. Đó. Đây mình đi qua bên kia lại. Và dốc bên đây thì nãy mình có coi, dốc bên đây chừa sắt ra. Và mình cũng làm cái chữ T ra giống như vậy luôn cô chú anh chị, làm chữ T ra. Và tới giống như bà mình đang đi cái đường này nè, mình đang đi từ đằng đẵng mình đi lại đây. Nếu mà mình muốn đi tiếp thẳng nữa thì mình sẽ có một cái dốc nhô lên cái rồi mình đi xuống. Thì sẽ để những cái hình ảnh của những cái chỗ khác nó có làm giống như vậy nè, để cho cô chú anh chị dễ hình dung. Thì và khi mình làm thì cũng xin chia sẻ luôn, thì lúc trước đó, bà con người ta có làm ở đây, người ta có dựng là người ta múc đất lên, thì múc đất một thời gian nó bị lầy ra coi như là cũng không có được gì hết. Thì cái cách mình làm để mà giữ nguyên luôn á thì bắt buộc là mình sẽ đào móng xuống dưới. Mình đào móng xuống dưới mình làm giống như là làm chân cột, chân cầu á, làm móng băng đồ đàng hoàng hết, rồi giọng đồ đàng hoàng, rồi bắt đầu mới đổ bê tông lên thì nó mới cứng được. Cứng được nha cô chú anh chị. Nhưng mà cũng khó một cái là do là cái sắt người ta không có chừa ra để mình nối vô nè. Đó cho nên bắt buộc mình làm một cái đường giống như một cái đường vậy đó, đi tiếp vậy đó. À, thì cái phần này á, Yến cũng xin chia sẻ luôn là Thợ báo giá cho Yến là 30 triệu để làm. Thì lúc đầu Yến nghe cái giá này á, thì Yến thấy thật sự là cảm thấy nó mắc. Tại vì làm có hai dốc cầu mà tới 30 triệu lần. Thì khi mà Thợ phân tích ra thì Yến mới hiểu đó là do là mình phải đào cái móng hai bên, rồi mình đổ bê tông rồi các kiểu, làm y như là làm cái móng cầu luôn á cô chú anh chị. Cho nên mà làm y như cái móng cầu mà làm của cả hai bên cầu, nó giống như là hai cây cầu mini á, giống như là mình làm lại hai cây cầu khác mà là hai cầu mini vậy đó. Dạ. Đó. Cho nên là Họ mới báo giá là 30 triệu. Thì khi mà vợ Họ người ta nói rồi thì cũng thấy cũng hợp lý cô chú anh chị. Tại vì mình làm cũng rất là nhiều công đoạn ở đây để mới có thể làm được. Trước tiên là mình cũng phải đào cái này lên nè, đào xới lên hết nè, rồi mình làm móng xuống dưới nữa. Dạ, nó mới cứng được. Chứ mình chỉ đắp đất thôi, giống như bà con trước đây có làm thì nó sẽ bị lầy ra một thời gian thì cũng không sử dụng được nữa. Và cây cầu này thì Yến thấy là cái cầu cũ là chiều ngang là tới 1,5 m lận. Đây bên đây có cái bảng nè. Dạ, cầu này thì xây dựng hồi 2014 và tới nay là 9 năm mấy rồi.
Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì mình đã làm khởi công xây dựng cầu yêu thương số 15 cùng với công trình mà mình sửa dốc cầu ở hai bên bờ cho cây cầu kế bên luôn. Thì hôm nay cô chú anh chị thấy bà con biết được tin này rất là mừng, tại vì bà con đã chờ đợi cái điều này là từ rất là lâu rồi cô chú anh chị. Đi lại trước giờ rất là khó khăn, nào là qua sông hay là còn thôi nếu chạy xe thì chạy bằng đường đất rất là khó chạy đi lại. Bây giờ có được cây cầu này ai cũng mừng, rất là quý luôn. Và một lần nữa rất cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con để xây dựng cây cầu mới. Và sau đây Hiển xin chia sẻ về số tiền được quý cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ để xây dựng. Thì phần tiền này là Yến vận động là xin chung, cho nên trong đây là bao gồm cả tiền xây dựng cầu cùng với xây dựng cái làm cái hai dốc cầu hai bên luôn nha cô chú anh chị. Tổng số tiền mà mình nhận được là 227.142.000 đồng. Thì trong đó là có chú Trần Văn Thí ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Cô Nguyễn Thị Phải ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Trần Thị Chi ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Trần Thị Chí ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Trần Thị Quý ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Trần Ngọc Châu ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Huệ Vân ở Mỹ gửi tặng 1.000 đô Mỹ tương ứng 24.600.000 đồng. Tiếp theo là một danh sách là bao gồm đây là danh sách bao gồm của các con và các cháu hồi hướng công đức là cho bà Cao Thị Kim có pháp danh là Xuân Ngọc, sinh ngày 31 tháng 10 năm 1925 và mất vào ngày 4 tháng 11 năm 2023, hưởng thọ 99 tuổi. Thì các con và các cháu đã quyên góp giúp đỡ xây dựng cầu để hồi hướng công đức cho bà. Thì Yến cũng xin đọc danh sách. Thì trước tiên là các con là bao gồm chị Trung Thị Hồng Hoa ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh chị Trung Gia Trường Đào ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.920.000 đồng. Anh chị Thiện Quang và Ngọc Đức ở Mỹ gửi tặng 400 đô Mỹ tương ứng 9.840.000 đồng. Và bao gồm và các cháu bao gồm chị Nguyễn Phương Thảo ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh chị Nguyễn Quang và Thảo ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh Nguyễn Xuân Quyền ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Nguyễn Xuân Mai ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh Nguyễn Andrew ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Sarah Cap Pio ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh Trung Sĩ Hiền ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh Trung Sĩ Phú ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh chị Khu Trung, Dustin và Christina ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh Khu Trí Kevin ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Chim Andre ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Đó là danh sách của gia đình đã giúp đỡ. Và tiếp theo Hiển đọc xin đọc thêm trong danh sách Mạnh Thường Quân. Dì Quỳnh Kim Hiền ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Chú Thanh và cô Trần Thị Kim Tú ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Cô Ngọc Châu, chú Thanh Kim ở Chicago, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Cô Huỳnh Huyền Trân và chú David Mắc ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.920.000 đồng. Cô Nhung Trần ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chú Mai Thành Lập ở bên Úc gửi tặng 100 đô Úc tương ứng 1.580.000 đồng. Hai bé là Evie Trần và Miller Nguyễn ở Úc gửi tặng 200 đô Úc tương ứng 3.160.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thu Hà ở Mỹ gửi tặng 6 triệu đồng. Cô Bốn ở Vợ Chính Nhà Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 350 Canada tương ứng 6.230.000 đồng. Gia đình chị Amy ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.920.000 đồng. Gia đình anh Kỳ ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Tiffany ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.920.000 đồng. Chị Khánh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Cindy Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.920.000 đồng. Chú Mạnh Thường Quân L ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Gia đình bà Úc ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.920.000 đồng. Cô chú Diệp Thế Minh ở Oregon Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Cô chú Tấn Thương ở Cali Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ tương ứng 7.380.000 đồng. Anh chị Vincent Quyền, Cindy Trúc ở Cali Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh Mai
Thiessen ở Cali, Mỹ, gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Cô chú Tạ Ni ở Hawaii, Mỹ, gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh Danny Nguyễn ở Hawaii, Mỹ, gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Cô Cẩm Chú Kiệt ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Anh Minh Hạnh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Gia đình Nguyễn Đăng Ta ở Quebec, Canada gửi tặng 10 triệu đồng. Sư cô Phúc Nhân, chị Ngọc Diệp, chị Thu Nga xuất hiện hương thực phẩm ở bên Úc gửi tặng 3 triệu đồng. Chị Thủy Trà ở bên Úc gửi tặng 5 triệu đồng. Bác Hoa ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Gia đình anh chị Tuấn Thanh ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.920.000 đồng. Gia đình bé Clagale ở Mỹ gửi tặng 1.197.000 đồng. Chú Dũng ở San Jose, Cali, Mỹ gửi tặng 2.400.000 đồng. Bác Mận Nguyễn ở Úc gửi tặng 2 triệu đồng. Chị Ngọc Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Cô Trần Thị Lệ Hoa ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.920.000 đồng. Chị Ngân ở Sài Gòn gửi tặng 3 triệu đồng. Cô Út ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Lê Kim Hoa ở Cali, Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.230.000 đồng. Chú Nhã, cô Tho ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.460.000 đồng. Chị Kelly Lý Thị Trâm ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.920.000 đồng. Cô Nam Huỳnh ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.230.000 đồng. Chị Amy Thái ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.230.000 đồng. Cô Nga và các em ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.230.000 đồng. Bác Hoàng Vân Nhân ở Mỹ gửi tặng 1.215.000 đồng. Cô Ngọc Thiên Kim ở Pháp gửi tặng 1 triệu đồng. Chị Mỹ Sang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Cô Hà Chú Thành ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chú Trần Hùng ở Thụy Sĩ gửi tặng 1.500.000 đồng. Một Mạnh Thường Quân gửi vô tài khoản của Yến mà không có nói tên là gửi 200.000. Cô Đặng Liên ở Phú Nhuận, Sài Gòn gửi tặng 1 triệu đồng. Anh Hoàng Phạm ở Phú Nhuận, Sài Gòn gửi tặng 1 triệu đồng. Bác Hoàng Văn Vế ở gửi tặng 1 triệu đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân ở Portland, Oregon, Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Và tổng số tiền mà Yến nhận được là 227.142.000 đồng. Dạ, vừa rồi Lý đã đọc qua danh sách được quý cô chú Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con để xây dựng cây cầu yêu thương số 15 cùng với sửa hay làm hai dốc cầu cho cây cầu kế bên. Dạ, rất là cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho bà con có được cái số tiền này để xây dựng cây cầu và sửa dốc cầu. Dạ, thì Hiến cũng xin chia sẻ lại một lần nữa cây cầu của mình á, về cây cầu yêu thương số 15 của mình thì phần xây dựng là 27 nhân cho 2,5m với tổng kinh phí là 190 triệu đồng cùng với cái phần mà sửa cây cầu hai dốc cầu là 30 triệu đồng nữa. Dạ, và phần còn dư thì Yến cũng có thể là như những đợt trước thì mình cũng chi ra những cái phần chi phí lặt vặt cùng với mua một ít quà cho bà con khó khăn ở nơi đây. Dạ, một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ khởi công cầu, thì trong những ngày tới Yến cũng sẽ quay thêm những cái công đoạn làm cầu cho cô chú anh chị xem, và Yến cũng hy vọng là nếu mà mọi thứ thuận lợi thì mình có thể là hoàn thành sớm trước Tết để cho bà con có cầu đi lại nha. Nếu mà trước Tết mà không kịp thì nghĩ là tới cái lúc đó mình cũng đổ mặt sàn rồi, chỉ là chưa hoàn thiện thôi, thì bà con vẫn có thể đi qua đi lại được rồi đó cô chú anh chị. Dạ, một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.